Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch giao rừng cấp huyện năm 2023 trên địa bàn các huyện Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sapa. Theo đó, tổng diện tích rừng đề nghị được giao là gần 2.400 ha, trong đó thị xã Sapa là 2.200 ha, địa điểm thực hiện tại xã Điền Bình, huyện Văn Bàn trên 180 ha, tại hai xã Khánh Yên Thượng và Trường Ken, huyện Bảo Yên trên 12 ha tại xã Tân Tiến. Rừng được giao cho 7 cộng đồng dân cư, các thôn bản là rừng tự nhiên, chức năng phòng hộ, sản xuất. Mục tiêu giao rừng gắn với giao đất và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng bền vững, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng, bảo vệ và phát triển vốn rừng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.